Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là biên tập viên Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hôm nay thì mình có một vài thông tin khá là mới về sự kết hợp giữa Mini World với một hãng thương hiệu khác. Hôm trước thì mình có nói về Ultraman, nhưng mà do là một vài vấn đề gì đấy thì phía bên Mini World họ đã không hợp tác với Ultraman nữa. Nhưng mà quay trở lại họ lại hợp tác với một hãng thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết sau ha. Quay trở lại với ở Việt Nam thì phiên bản cập nhật của chúng ta chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi, tức là 28, 29 và 30 thì chúng ta sẽ được cập nhật ở phía Việt Nam nhé. Nhiều bạn hỏi mình rằng là anh ơi, là khi mà cập nhật thì nó có đổi sang tiếng Việt không? Điều đó là hiển nhiên nhé mọi người. Chắc là các bạn đang nghĩ rằng là mình đang chơi bằng tiếng Trung Quốc thì nó sẽ không đổi, nhưng thực ra không phải. Đây là server của Trung Quốc thôi, chứ không liên quan gì đến Việt Nam cả. Khi mà Việt Nam sẽ được cập nhật thì nó sẽ vẫn đi trang như các bạn chơi thôi. Nó sẽ vẫn là tiếng Việt như các bạn chơi thường ngày. Và ok, thì không làm mà nữa, bây giờ mình sẽ vào nội dung chính ha. À, trước khi đến với nội dung chính, mình mong các bạn bỏ ra 3 giây để bấm like và đăng ký kênh. Hôm qua là mình thấy rằng là các bạn không bấm, mình cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi không sao, anh em bấm cũng được, mà không bấm thì cũng được, không sao hết. Miễn là mình chia sẻ được thông tin cho các bạn tốt là ok rồi. Mặc dù là phía bên trang chủ Trung Quốc thì họ vẫn chưa đưa ra cái tên chính thức hợp tác, nhưng mà mình vẫn có thể đoán sơ sơ được đó là bên nào ha. Ở đây thì đã cập nhật đưa hình ảnh chia sẻ các bạn. Đây, mình sẽ được kéo xuống dưới cho bạn coi ha. Ở đây là có một cái tấm hình và có 6 nhân vật, tất cả đều là nữ. Thì mình đoán không nhầm đây là bộ phim Balala The Fairy. Mình không biết tên rõ đúng lắm, nhưng mà trông thì mình có thể biết rằng là đây là một bộ phim về kiểu như hoạt hình về các bạn nữ các bạn. Và ở phía dưới thì họ cũng thông báo luôn là hình như là cũng có cả bét nữa. Và ba con bét này thì nó giống với mấy con thú ở trong bộ phim luôn. Đấy các bạn thấy không, ba nhân vật này này, ba con bét này với lại 6 nhân vật trên này, tất cả đều là nữ ha. Dạo này Mini World họ có vẻ họ thích ra nhân vật nữ các bạn nhờ. Thấy rằng là ra nữ rất là nhiều, toàn là nhân vật nữ thôi. Thì cái này chắc là cũng là skin thôi. Không biết là bao giờ thì sẽ công bố chính thức, nhưng mà hiện tại thì mới hé lộ hình ảnh như thế này. Và mình cũng hy vọng rằng là đây là lần hợp tác không bị hủy như kiểu bên Ultraman nữa. Tại vì đợt Ultraman bị hủy thì khá là hụt hẫng ha. Giá mà chúng ta có thêm nhiều skin nữa thì cũng tốt. Tại vì tự nhiên hủy cũng hơi buồn các bạn. Không biết là trong sinh tồn thì có thêm cái gì mới ở trong khi mà hợp tác bên phía bên này không. Thì lúc đó chúng ta sẽ đợi chờ về phía bên Trung Quốc họ cập nhật chia sẻ sau ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về một vài sự thay đổi cũng như là một vài lưu ý khi mà chúng ta cập nhật sang phiên bản sinh tồn mới để cho các bạn đỡ bỡ ngỡ hơn ha. Đầu tiên đó chính là về con trứng bom, thì đợt trước mình cũng đã từng nói qua rồi. Và hôm nay mình muốn nói lại nữa là con trứng bom bây giờ là nó không có ở trên trái đất đâu. Nên là các bạn mà đã chơi map cũ thì các bạn sở hữu được một vài bé trứng bom thì nên gọi là giữ nó lại. Nó là một trong những động vật quý hiếm ở phiên bản sinh tồn mới này rồi đấy. Ngược lại thì nó cũng có về sức mạnh của nó cũng được thay đổi rất là nhiều và nó nổ khủng khiếp hơn rất là nhiều ha. Mình sẽ thử cho các bạn coi. Để mình thả một bé ra và mình sẽ đặt này. Đây, các bạn sẽ thấy nó nổ này, nó khủng khiếp thế nào. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ rơi ra những cái quả cầu lửa. Và những quả cầu lửa này khi mà rơi chạm vào mình thì các bạn sẽ bị cháy. Đồng thời với cái việc là nó có thể gây cháy lan ở khu rừng nữa. Nhưng mà mình thấy rằng là quả trứng bom khi mà nó nổ phiên bản này thì nó sẽ không có tạo ra những vết lõm nữa. Các bạn có thể thấy rằng là quả trứng của chúng ta không hề gây ra những cái lủng lỗ này. Mình sẽ thử lại cho các bạn coi ha. Đây, mình sẽ lên trên này và mình sẽ đặt quả trứng bom ra, sẽ cho các bạn coi rằng là nó nổ như thế nào. Đấy. Ây à, không sao, mình có rất là nhiều sao. Các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ không tạo những vết lõm nữa. Bây giờ thì nó nổ kiểu như nổ lửa cháy các bạn. Còn ở phía bên phiên bản cũ của chúng ta thì là kiểu như là nổ tạo ra cả khối lõm luôn. Nổ kiểu là mất khối, còn ở đây là nổ ra lửa. Cái này kiểu như là bom lửa đúng hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các sinh vật, các động vật ha. Thì ở việc phiên bản mới này thuần hóa về con gà đỏ. Gà đỏ này sẽ được xuất hiện ở khu rừng, khu đảo bay. Đây, bé gà đỏ này các bạn có thể thuần hóa nó bằng cách là cho ăn đào. Đấy, thì gà đỏ sẽ ăn đào ha. Đào này các bạn cũng sẽ được kiếm ở trên khu đảo bay luôn. Thì thuần hóa được và cho nó yên cữ thì các bạn sẽ cữ được nó thôi. Còn muốn nó sinh sản thì các bạn có thể sử dụng cho mình là cái khay kem máng, cái máng đồ ăn thì cũng có thể cho giúp cho gà sinh sôi nảy nở ha. Cái clip, có một clip mình cũng đã từng nói qua rồi. Gà vàng với gà đỏ đều được sinh sản từ cái máng ăn này, các bạn có thể cho nó ăn ha. Ngoài ra đào còn giúp cho khỉ có thể sinh sản nữa. Đây các bạn thấy rằng là có trái tim này. Đấy,
Thì khi mà sinh sản thì bé cần là có khối rơm, thì mình sẽ đặt khối rơm ra, thì bé sẽ sinh ra khỉ con ha. Đấy thì đây là một trong những sự thay đổi mới ở phiên bản này. Tiếp theo là về gà. Gà thì chúng ta sẽ không cho ăn chúng ta sẽ không cho ăn cái gọi là đồ ăn cho gà nữa, mà chúng ta có thể cho trực tiếp rằng là cho ăn lúa nước. Lúa nước bây giờ có tác dụng là cho gà ăn các bạn ạ. Mình sẽ lấy lúa nước ra ha. Lúa nước là cái nào ta, lâu rồi mình không có dùng lúa nước nên là mình cũng không, mình quên mất cái hình ảnh của nó rồi. Đây các bạn, đây là lúa nước đây, mình sẽ cho bé gà ăn ha. Đấy thì gà cũng sẽ yêu đương lẫn nhau và có hiện lên trái tim. Thì khi mà hai bé có cái ổ gà ấy, thì sẽ đẻ ra kiểu như là ra gà luôn, ra gà con luôn. Đây là hiện tượng là gà đẻ con chứ không phải là gà đẻ trứng các bạn. Khá là buồn cười. Ở phiên bản này thì bò sẽ được thay đổi khá là nhiều các bạn. Bò sẽ không được dụ dỗ bằng cách là cho lúa mặt hay là lúa nước hay là kể cả hạt, thì nó sẽ không có đi theo đâu. Điều mà khiến nó đi theo đó chính là bịt cỏ. Đấy thì bịt cỏ sẽ giúp bò đi theo ha, giống với kiểu mà các bạn cầm lúa ở phiên bản cũ đấy. Cái bịt cỏ này được điều chế từ 5 lúa và 2 cà rốt. Nói chung là sẽ khó khăn hơn cái việc các bạn sẽ đi tìm cà rốt ha. Để mình thử xem là... À, thực ra thì cũng không phải là những bò đâu các bạn. Hầu như là tất cả những con động vật nào ăn cỏ nó sẽ đi theo hết. Khỉ là động vật ăn tạp nhá. Đây, các bạn có thể thấy rằng là đi theo cả hội luôn. Mình sẽ thử luôn cả với những con dê xem. Con dê này, con heo này. Đấy thì mình sẽ thử hết ha. Mình sẽ thử cả hai loại luôn. Này, ok. Và để xem là nó có đi không. Có các bạn ạ. Bọn nó cũng đi theo, và là hầu hết những động vật ăn cỏ đều sẽ đi theo cả. Heo là động vật ăn tạp nhá. Ăn tạp có nghĩa là mình mang bịch thịt ra thì nó cũng sẽ ăn, bịch cám nó cũng sẽ ăn thôi. Và cái thứ hai đó chính là bò có thể đi theo quả dại. Thì mình cũng không rõ lắm là tại sao quả dại là bò lại thích các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ như là nó cũng sẽ đi theo quả dại. Từ từ để mình, đây đây, các bạn thấy không? Con này nó hơi, bò này nó cũng kiểu như là nó cũng đam mê quả dại lắm. Nhưng mà nó không đam mê bằng cỏ thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn ha. Thì quả dại sẽ giúp thuần hóa bò. Khi mà thuần hóa bò các bạn có thể cưỡi bò hoặc là cho bò lên xe kéo cũng được. Bây giờ mình sẽ lấy yên ra ha. Ok, yên cưỡi đây. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi cày cấy nó được nhanh hơn. Ok, con này bị sao vậy? Bò của mình nó bị kẹt các bạn ơi. Chết rồi, bò bị kẹt rồi. Ok, alo. Cái con bò này của mình nó bị kẹt các bạn. Thôi, bỏ bé này đi, mình sẽ đi bé khác. Nhưng con bò của mình nó bị kẹt nhờ. Để mình sẽ lấy lại ha. Yên cưỡi đây. Với lại cái bộ cào đây. Rồi, ơ quá lạ nhờ. Đấy, con kia bị kẹt các bạn. Thì nó sẽ cày ruộng giúp mình nhanh hơn thay vì các bạn cày. Và tất nhiên là phiên bản sinh tồn mới này mình sẽ không thể thiếu đến hai sinh vật mới, đó chính là con cua lửa. Cua lửa các bạn cứ cho ăn cá nướng là thuần hóa được ha, và có thể cưỡi được. Còn về chim thì cho ăn ốc chó. Hạt ốc chó này các bạn có thể kiếm ở trên khu đảo bay, và mỗi lần thuần hóa được thành công một chú chim thì các bạn sẽ được một cái lông vũ của nó. Thì hai cái này mình cũng đã nói quá nhiều rồi nên là mình cũng không có đi sâu vào nó nữa. Ok, thì đó là về phần động vật, thì mình cũng đã nói một vài thứ quan trọng ở trong cái phần đó rồi. Thì các bạn cứ lưu ý mấy cái thứ đó là cho mình là được. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với về các loại khối bậc ha. Thì ở phiên bản cũ của chúng ta có bậc thềm gỗ, bậc thềm đá. Thì phiên bản mới này thì họ cũng sẽ cập nhật thêm, đó là những cái bậc thềm kim loại. Mình sẽ nói đến bậc thềm đầu tiên, đó chính là bậc thềm sắt. Thực ra thì bậc thềm titan cũng có, bậc thềm vàng cũng có nha các bạn. Kim cương thì không có thôi. Thì ở những bậc thềm này các bạn sẽ được điều chế bằng những thỏi. Ví dụ như là mình sẽ được điều chế bằng đây, được điều chế từ 5 thỏi sắt. Những cái bậc thềm này các bạn sẽ không có thể chuyển hóa ngược lại được, giống như những cái khối. Ví dụ như là khối sắt thì các bạn có thể chuyển hóa thành thỏi sắt được, nhưng mà những cái bậc thềm này thì nó sẽ không có chuyển hóa được ha. Các bạn đã chế ra là nó sẽ thành hình vậy luôn. Ở đây mình sẽ có thêm bậc thang đồng. Bậc thang đồng đây các bạn. Đây là bậc thềm vàng. Đấy, thì đây là những cái kiểu như là một nửa. Mình sẽ cho bạn coi thêm về những các loại bậc ha. Ở phía dưới này thì nó có rất là nhiều. Đây các bạn, đây là bậc thềm vàng đây. Bậc thềm titan này. Và... À không, cái này bậc thang ấy, còn này bậc thềm. Đấy. Thì có rất là nhiều. Về sau các bạn mà muốn build nhà hoặc là trang trí nhà mà có quá nhiều kim loại, các bạn có thể sử dụng những loại này ha.
À, ngoài ra chúng ta sẽ có thêm về bậc khối tròn, không, cái này gọi là khối trục các bạn. Đây đấy thì khối nóng này các bạn có thể xây nhà, ví dụ như là những cái cột thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Game của chúng ta không phải là những khối vuông nữa rồi, nó sẽ có những thêm những cái khối trụ tròn như vậy. Đấy thì các bạn xây nhà khá là ok ha, mình rất là thích những cái khối này, khiến cho mình đa dạng về việc xây nhà hơn. Ngoài ra thì chúng ta lại có thêm về những cái khối, ví dụ như là khối này đây. Cái này là kiểu như là phần phần hoa văn đó các bạn. Phần hoa văn nhà các bạn cũng có thể dùng để làm trụ cũng được, cũng khá là đẹp. Ok, và tiếp đến là cành ha. Thì chúng ta có những cái cành gỗ nhỏ như vậy. Các bạn thấy rằng là đây là cành gỗ nhỏ vừa, thì mình có thể tạo ra những cái đường cong xây kiểu như những hàng rào các bạn, cũng khá là hợp lý. Đấy. Này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là ok, các bạn có thể tùy ý xây nhà. Và có thêm một loại nhỏ hơn nữa, đây là loại loại nhánh nhỏ này, nhánh này nhánh cực nhỏ luôn, rất là đa dạng ha, về cái việc mà các bạn có thể dùng để xây nhà. Anh em là dân build các thứ thì có thể sử dụng những cái loại này. Mình sẽ thử thêm một vài thứ nữa nhá. Đấy, đây là gỗ ăn quả này, các bạn có thể tạo ra rất là nhiều nhánh khác nhau liên quan về vấn đề xây nhà, rất là ok. Thì đây là một vài cái khối mà các bạn có thể được thấy ở trong phiên bản sinh tồn mới này. Và có lẽ là clip cũng đã dài và mình cũng đã nói thêm được một vài thứ ở phiên bản sinh tồn mới này. Thì các bạn thấy sao về những cái sự thay đổi mới này ha? Thì hãy comment bên dưới. Chắc là mình cũng sẽ xin dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái này. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video. Bye bye!